Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Nông Phú Nguyễn. Thì hôm nay thì kênh Nhà Nông Phú Nguyễn sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả mọi người về những cái bệnh tật của chim nhộng con thường hay mắc phải. Như các bạn đã nuôi lần đầu rồi hoặc là các bạn đã nuôi kinh nghiệm lâu năm á, thì các bạn sẽ biết rất là rõ. Còn đối với các bạn mà mới nuôi lần đầu và đang có ý định nuôi thì các bạn chưa có kinh nghiệm, thì hôm nay thì mình sẽ làm video này mình chia sẻ đến cho các bạn đó. Bởi vì là hôm nay là tháng 1 rồi các bạn, gần hết tháng 1 rồi, thì chỉ còn là 2 tháng nữa thôi là bắt đầu mùa sinh sản của chim nhộng. Thì cũng có rất là nhiều bạn đang có ý định mua về nuôi. Vì thế là mình muốn làm cái video này để mình chia sẻ những cái bệnh tật mà nó xảy ra với chim nhộng để cho các bạn đó biết, để mà chúng ta phòng tránh, phòng ngừa để mà nuôi chim nhộng cho nó hiệu quả. Các bạn biết rồi, chim nhộng á, chim nhộng con á, thì lúc còn nhỏ thì nó rất là yếu các bạn, nó bị rất là dễ bị bệnh. Ví dụ như là mình nói nè, ví dụ như là thời tiết mà nắng mưa, nắng xong rồi mưa thì nó cũng rất là dễ bị bệnh. Rồi nó sẽ bị bệnh về đường ruột của nó. Nếu các bạn cho ăn mà các bạn quá nhiều thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến đường ruột. Mà các bạn không chữa được thì nó sẽ chết. Rồi tiếp theo nữa là nó sẽ bị bệnh như là nó nổi hột trên mí mắt các bạn. Rồi nó sẽ bị lưỡi, trong lưỡi của trong miệng của nó sẽ nó bị hột. Và nếu mà các bạn không biết chữa thì nó cũng sẽ chết. Rồi còn rất là nhiều nguyên nhân nữa các bạn. Ở những tập trước thì mình có nói về bệnh nổi hột trên miệng của chim nhộng, thì mình đã có giới thiệu cho tất cả các bạn rồi. Sau cái video dưới này thì mình sẽ bỏ một cái link đó lên để các bạn xem và tham khảo. Tuy nhiên những cái bệnh mà chúng ta biết được khi mà nuôi chim nhộng thì chúng ta sẽ thấy. Còn có những cái bệnh mà con chim chúng ta nó không bị bệnh và nó không bị đổi hồ, nó buổi sáng nó ăn bình thường nhưng buổi chiều nó chết, cũng không phải là vì nó bị trúng gió luôn các bạn, nhưng mà đây là cái bệnh mà các bạn thường không biết. Có rất là nhiều người biết nhưng mà có rất là nhiều người không biết. Đó là mình nói sẽ bị nhiễm hơi lạnh của đám ma ở các bạn. Đó, các bạn nghe cái này chưa? Nếu các bạn chưa nghe thì mình sẽ nói sơ cho các bạn nghe để mà các bạn hiểu. Có rất là nhiều người thường là kiêng đi đám ma bởi vì là cơ thể họ nó yếu, đặc biệt là trẻ nhỏ các bạn. Rồi người già yếu, người phụ nữ có thai, vì sự nhiễm hơi lạnh của người chết về sẽ bị sinh bệnh. Nhưng đây cũng có rất là nhiều người nói là đây là bệnh mê tín dị đoan các bạn, không đáng tin. Đó, các bạn thấy không? Có rất là nhiều người tin nhưng mà có rất là nhiều người không tin. Nhóm ơi, theo các bạn thì các bạn có nên tin vào những cái điều này hay không? Thì mình sẽ nói kỹ cho các bạn nghe. Là theo mình tìm hiểu các bạn, thì theo một cái bác sĩ chuyên khoa phụ trách khoa ung bướu của bệnh viện Đa khoa Cần Thơ các bạn, thì đám ma thì nó có rất là nhiều dạng khác nhau. Có người trẻ chết, người già chết, người chết không mang bệnh nói chung, và cả những người bị bệnh lây nhiễm như lao, suy miễn dịch, HIV, AIDS, vân vân. Thì các bạn biết cái nhiễm hơi lạnh á, của những người chết á, thì những người mà chết sau 6 giờ á, các bạn thì mới có hơi lạnh nha các bạn. Nghĩa là những người mà đã chết là 6 tiếng đồng hồ á, thì mới có hơi lạnh. Đó. Rồi
khi mà các bạn đi những cái đám tang đó á, vào những cái các bạn đi vào đám tang đó là sau 6 giờ các bạn, thì các bạn đã bị nhiễm cái hơi lạnh đó rồi. Mà khi mà các bạn đã bị nhiễm rồi thì các bạn sẽ mang về nhà các bạn, thì nó sẽ ảnh hưởng đến những người như là người phụ nữ mang thai này, rồi ảnh hưởng đến người bị bệnh này, rồi ảnh hưởng đến con nít này, rồi ảnh hưởng đến con vật của các bạn này, rồi ảnh hưởng đến những rất là nhiều thứ, trong đó là có con chim nhồng của các bạn khi các bạn nuôi chim nhồng con. Vì mà nói là chim nhồng con nó rất là yếu các bạn, cho nên là khi mà nó bị nhiễm cái hơi này á thì nó sẽ chết rất là nhanh các bạn, nó chết rất là nhanh luôn đó. Cho nên là các bạn chú ý, khi mà các bạn đi đám tang về thì các bạn làm cái gì để các bạn mới có thể bước vào nhà, đó là các bạn cần phải là xông đi, xông cái hơi lạnh đó đi bằng cách là chúng ta dùng rơm, và chúng ta sẽ bỏ lá chè, rồi chúng ta sẽ bỏ cây sả và lá bưởi, thì các bạn xông cái hơi lạnh đó đi rồi các bạn mới đi vào nhà, thì con chim nhồng của các bạn nó sẽ không bị dính cái hơi lạnh đó nữa và nó sẽ bình thường. Còn nếu mà các bạn không xông hơi đó đi mà các bạn đi vào nhà thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều thứ nha các bạn. Đó là có một cái bệnh mà các bạn thường không để ý. Ví dụ như là các bạn đi ngang trên đường thì các bạn gặp đám ma, đám tang á, người ta tới á, thì đi ngang qua các bạn thôi thì các bạn đã nhiễm rồi. Và hoặc là các bạn đi ngang vào trong cái nghĩa trang, đi ngang đi làm hay là đi học, đi ngang cái nghĩa trang thì các bạn cũng đã bị nhiễm rồi các bạn. Đó, cho nên là cái hơi lạnh của những người mà mắc á, thì nó rất là mình nghĩ nói là nó rất là ghê luôn các bạn. Nhưng cái ngày hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn một bạn đã comment chia sẻ với mình là bạn đó nuôi mà 3 con chim nhồng con các bạn. Chim nhồng đó đã được 1 tháng rồi, nó vẫn ăn khỏe và rất là đều đặn. Thì sau 1 ngày bạn đó đi đám tang về thì bạn đó không có xong và đi vào nhà bình thường, thì cái đứa cháu trong nhà của bạn đó là bắt đầu bị đau các bạn, rồi 3 con chim nhồng con của bạn đó cũng sẽ chết luôn, bởi vì là bị nhiễm cái hơi lạnh đó các bạn. Cái hơi lạnh á, thì theo mình được biết á, thì những hơi lạnh này nó sẽ khác nhau các bạn. Có những người mà mắc, những người mà chết các bạn, và những người mà bị đau ốm các bạn mà chết á, thì cái hơi lạnh này nó rất là mạnh các bạn, rất là nặng. Còn những người mà bị chết kích, ví dụ như là bị đột quỵ hay là chết nha, vì cái gì đó thì hơi lạnh nó nhẹ hơn chút. Còn đối với những người bị đau lâu năm các bạn thì họ chết nó rất là, cái hơi lạnh này nó rất là nặng các bạn. Thì cái này thì nhiều người nói như vậy. Khi mà mình đi đám tang về thì mình xong trước khi mình vào nhà. Có những cái đám tang mình đi vào mình đi ra thì mình thấy cái hơi nó rất là nặng các bạn, nhiều khi mình đau đầu luôn các bạn đó. Cho nên là các bạn chú ý về cái này, rất là nguy hiểm đối với các bạn nuôi chim nhồng con. Rồi tiếp theo á, thì mình sẽ nói về cái hơi lạnh này nó có ảnh hưởng tới chim nhồng trưởng thành hay không. Thì đối với mình thôi các Nhóm bạn, ơi, nhóm ơi. mình nuôi chim nhồng á, thì đã được hơn 3 năm hơn rồi. Nói chung là mình nuôi rất là nhiều chim rồi, kể cả chim nhồng nữa, nuôi rất là nhiều năm rồi. Nhưng mà khi mà mình đi đám tang vậy á, thì dù là chim trưởng thành hay là chim con thì nó cũng vẫn bị ảnh hưởng các bạn.
những cái hơi nặng á, những cái hơi nhẹ á, thì chim trưởng thành nó sẽ có thể chịu được, nhưng mà đối với những cái hơi lạnh mà nó nặng các bạn thì chim trưởng thành nó vẫn cháy nha các bạn đó, cho nên là các bạn chú ý về cái vấn đề này rất là nguy hiểm. Rồi hôm nay thì mình chia sẻ để cho các bạn một cái nguyên nhân về bệnh tật của chim nhồng con, thì đến đây là kết thúc rồi các bạn. Thì mình có rất là nhiều cái căn bệnh mà ảnh hưởng đến chim nhồng con, thì hôm nay thì vì thời gian nó có hạn thôi đó, cho nên là mình chia sẻ đến cho tất cả các bạn một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ nhưng mà nó rất quan trọng này, để giúp cho tất cả các bạn để ý cũng như là các bạn có thêm cái kinh nghiệm để mà chúng ta khi mà chúng ta mua chim nhồng về chúng ta nuôi thì chúng ta nên phòng ngừa cái hơi lạnh của những người mắc này đối với con chim nhồng của mình, bởi vì giá của chim nhồng đầu mùa thì nó là 1,3 triệu 4, nó rất là cao các bạn. Đối với các bạn sinh viên thì nó rất là cao, còn đối với những người giàu có thì nó rất bình thường. Thì mình chia sẻ này để giúp cho các bạn hiểu, để mà các bạn nhớ và các bạn phòng cho nó tốt. Rồi cuối cùng thì mình xin chúc cho tất cả các bạn một ngày nhiều niềm vui và dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.